mời anh bước xuống cho tôi kiểm tra giấy tờ. Chuyển làn không có xi nhan sang đường bất ngờ. Rồi thì chẳng có mũ gương, còi thì độ giống sẽ cứu thương. Máy quay ghi lại toàn bộ, mời anh theo dõi. Trời cao đã thấu cho con tình yêu đến rồi. Tự nhiên con thấy hôm nay tâm trạng rối bời. Gặp một người quá dễ thương, làm lòng mình thấy vấn vương. Muốn nên duyên lành từ nay mắc lỗi mỗi khi ra đường. Người ấy quê quán nơi nào làm gì, tuổi tác bao lớn tên gọi thế nào. Tên trung tuổi chừng hai mươi mấy, mới có người yêu hai phút đây. Chẳng ai xa lạ, nàng ấy chính là Lâm An. Tài năng tia gái như ông thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới ông ơi, số phận thế rồi. Lần này là trắng nói chơi, người đẹp là phái của tôi. Tán đi lo gì, phạt thu sẽ có anh em cho mượn. Rồi ạ, cho tôi nộp giấy tờ. Vừa nãy tôi đã mắc lỗi đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ. Đè vạch kẻ đường khi dừng đèn đỏ tiềm ẩn một nguy cơ tai nạn rất lớn, khi có thể va chạm với xe vuông góc hoặc va chạm với người đi bộ. Đây là một lỗi mà theo tôi nghĩ là đồng chí không nên bỏ qua cho tôi. Lỗi này phạt từ 200 đến 400 nghìn đồng. Tôi đã sẵn sàng nộp phạt rồi ạ. Anh có vẻ rất rành luật. Dạ, rành nhất là điều này ạ, vì trước khi đi tôi đã đọc rất kỹ. Chiếc xe máy hôm qua của anh và cả ô tô hôm nay đều không có bảo hiểm. À, xe máy thì chưa bao giờ có bảo hiểm, còn ô tô thì vừa hết hạn xong. Nhưng mà không thích mua ở công ty cũ nữa nên là đang chờ công ty mới để mua. Tôi không quan tâm lý do của anh. Cái mà tôi quan tâm là anh đã đi xe ra đường thì phải có bảo hiểm xe. Vâng. À, bởi vì là nóc nhà nói gì thì cũng là mệnh lệnh ạ. Mời anh đi theo tôi. Lại là anh nữa, hôm nay định mắc lỗi nào? Nhờ em tiên đoán xem sao, lỗi nào mới hợp. Về đồn là thấy lỗi ngay, nộp phạt hoài vẫn thấy may. Dẫu có treo bằng thì anh ngày mai vẫn thế. Một lần sau cuối anh nên tự thân biết điều. Tiền anh không thiếu em ơi, cứ phạt anh chiều. Nhiều tiền về sắm giúp tôi bảo hiểm của mỗi chiếc xe. Thế nhưng anh chẳng dành một giây phút nên không mua được. Phút sẽ có chứng nhận tức thì. Siêu tốc bồi thường cho xe máy, siêu tốc bồi thường cho ô tô. Rút ngắn quy trình bằng cách giám định online. Thật hay bốc phét, không tin. Nhìn cho kỹ vào, chỉ một vài bước xong luôn, nhanh gọn chưa nào. Lần này cảnh cáo thế thôi, chẳng cần phạt tiếp nữa đâu. Đã quen được phạt, giờ không có nữa cũng hơi hơi buồn. Lần này cảnh cáo thế thôi, chẳng cần phạt tiếp nữa đâu. Đã quen được phạt, giờ không có nữa cũng hơi hơi buồn. Anh ạ.
Ơi, anh đây. Tôi nhắc lại cho anh thêm một lần nữa này. Ô tô hay là xe máy điện, xe gì thì cũng cần phải có bảo hiểm xe hết. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi thì anh về nhà mua đầy đủ bảo hiểm xe. Và đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Anh có biết là một ngày tôi phải xử lý biết bao nhiêu trường hợp vi phạm luật giao thông không? Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Anh đây. Mời anh ký vào biên bản nộp phạt rồi về. Mời anh ký vào đây. Anh ơi. Anh. Em mời anh ký vào đây ạ. À ừ đây. Dạ. Em gửi anh cái thẻ ạ. Ừ anh xin. Em chào anh. Bởi vì là nóc nhà nói gì thì cũng là mệnh lệnh ạ. Alo, anh Trung à? Anh Lâm An. Lâm An nói trước đi. Anh nói trước đi. Anh mua bảo hiểm chưa? Tôi mới nói là tôi mua bảo hiểm rồi. Và từ bây giờ chúng mình không có lý do gì để gặp nhau cả. Tôi về đây. Tôi đến để lấy chữ ký của anh. Lâm An nghe kỹ nhá. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không vi phạm luật an toàn giao thông nữa đâu. Nên tôi sẽ không bao giờ phải ký biên bản nữa. Lâm An bắt tôi ký vào cái gì cơ chứ? Ký vào đây.
hiệp định tình này. Yêu là... Anh... nhìn thôi được rồi. Anh đọc lên làm gì? Tài năng tán gái như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, thiên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lo cưới cuối năm thêm người.